Thưa quý vị, sau thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ tối hôm qua, ngày 27 tháng 7, nhiều tỉnh miền Tây đã quyết định áp dụng giờ giới nghiêm, yêu cầu người dân không ra đường kể từ 18 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Thực hiện giờ giới nghiêm đồng nghĩa tất cả các hoạt động tại các địa phương này cũng tạm dừng, trừ cấp cứu, công vụ hoặc là theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch bệnh. Sau đây là thông tin chi tiết. Tại đồng bằng sông Cửu Long, hiện nhiều tỉnh như Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang đã có văn bản chỉ đạo người dân không được ra đường sau 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, kể từ ngày 27 tháng 7. Riêng tỉnh Bến Tre sẽ thực hiện từ ngày 28 tháng 7. Thời điểm này tại Long An, Bạc Liêu, Cà Mau, hạn chế tối đa người dân ra đường vào khung giờ 18 giờ đến 5 giờ, trừ trường hợp cấp cứu, công vụ hoặc theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch. Quy định hạn chế ra đường vào ban đêm không phải giới nghiêm mà để người dân điều chỉnh thời gian sinh hoạt, góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, địa phương sử dụng loa lưu động thông tin, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở để tuyên truyền. Đối với các tuyến đường nông thôn sâu, dân tránh ấp phát tờ rơi, đồng thời thông báo đến từng hộ gia đình nắm rõ. Ngày đầu tiên thì chủ yếu là tập trung nhắc nhở những trường hợp ra đường mà không theo đúng quy định. Và trong từ ngày thứ hai trở đi thì chúng tôi sẽ lập biên bản để xử lý. Tuy nhiên đối với những cái trường hợp mà người dân từ xã này sang xã khác thì cũng sẽ xử lý theo quy định của chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày đầu tiên thực hiện, hầu hết các tỉnh thành ở đồng bằng sông Cửu Long, đa số người dân đều thực hiện tốt quy định này, trừ một số trường hợp bất khả kháng.